Rồi, xin chào anh em. Thì hiện tại là hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2021, thì từ sáng đến giờ rất nhiều những cái thiết bị của mình nó bị cái lỗi là Google tiếp tục dừng, rồi Google liên tục dừng và nó hiện ra những cái thông báo như vậy. Thì cái này không phải là lỗi ở trên máy của mình nhé. Thì mình thấy ở trên diễn đàn cũng rất nhiều anh em bị cái tình trạng này. Cái này là do cái lỗi của những cái dịch vụ của Google thôi. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách khắc phục, tạm thời là khắc phục được cái tình trạng này nhé. Thì đầu tiên đó là anh em sẽ vào cho mình cái phần cài đặt ở trong máy này. Đó. Rồi sau đó anh em tìm đến cái phần ứng dụng hoặc là cái mục quản lý ứng dụng ở trên máy nhé. Rồi sau đó thì nó hiện ra ứng dụng thì anh em sẽ tìm đến cái ứng dụng Google. Các bạn thấy là hiện tại nó đang hiện ra rất nhiều những cái thông báo là Google tiếp tục dừng. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái ứng dụng Google nhé. Đây, anh em nhấn vào. Đó. Rồi sau đó ở đây thì anh em sẽ nhấn vào tắt nhé. Và chúng ta sẽ tắt đi. Chọn OK. Nó sẽ xóa cái bản cập nhật mới nhất ở trên cái Google này. Và nó sẽ mất đi cái tình trạng thông báo kia. Đó, các bạn thấy là nó sẽ mất ngay lập tức luôn. Đó. Bây giờ thì mình bật lại thử xem là nó có hiện ra lại hay không nhé. Rồi, mình đã bật. Và các bạn thấy là không hiện lại cái lỗi kia nữa nhé. Đó, thì đây là cái cách khắc phục đơn giản nhất cho anh em.